Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại đảo rồng huyền thoại của mình. Ngày thứ 620 được tặng một chai Nick Fury. Cái lời gì thế? Trời ơi, trời nhận nhiều dữ. Gì đây? You won't get quá, bà nội cha mà chưa kịp đọc nữa. 100 quyển này được một vip dứt luôn, tao giàu lắm mà. Biết chiếc võ công tao nhiều lắm. Cái gì vậy? Trời ơi, thứ gì không mà trời. Này sao mua thôi, nhảy luôn. Mua được có miếng một. Fucking mày. Vô nhận ơi trời. Cho năng lượng nhiều coi. Tới luôn mấy con mèo kêu nữa rồi. Đi hoài mèo. Bốn cửa nữa. Hôm nay mẹ mình lại karaoke tiếp. Bà mẹ mình ca rất là hay. Một ca sĩ được ủ trong trời ơi, kêu quại mèo. Ra ngoài. Đi. Đi ra. Chơi game không yên với mày nữa. Mấy chặn rồi trời. Ok. Nữa, vô đây nữa, kêu nữa. Kêu hoài luôn á. Ngủ bốn chặng. Da liếm rồi, liếm liếm rồi. Biết kiếp gì, ủa, lộn. Chỉ tìm kho báo của ông cố để lại. Ông cố mình để lại cho mình một cái chiếc thuyền rất là tồi tàn đây. Ờ không có ô nào dạng luôn. Ừ vô lưu cũng được. Mình lưu đi. Yeah, năm kim cương. Năm kim cương. Ăn năm kim cương của cái rem này là nó cũng thầy bà lắm rồi đó. Ok. Lem 16k. Vô cái mỏ vàng ơi. 24k luôn. Cho rồng ăn. Ô mày chuối, mày mạnh lắm, không cho mày ăn đâu con. Cho mấy em bé xinh xinh. Ồ 20 mạnh lắm, không được. Trời ơi 28 nữa rồi. À, để mai luôn. Thôi cốt luôn. 15. Mẹ kiếp, cho mày ăn luôn đi. Ừ. Cái một được rồi. Rồi giờ là ba cái này cái nào giờ? Bét đi. Trước tiên bét thì mình phải thu thập vàng cái đây. Oh yeah. Bét bét đi. Nãy bét 19 là mình. Holy shit. Mày là một con holy shit. Tesla Talet. Tesla Racer. Racer. Noble. Noble. Noble như vô bổ. Dark Master. Dark Master. Saman.
Ủa, hồi trưa ta sao lâu chứ hả? Khoai rồi. Lâu nhất ta. Lên ít. Trời ơi, hút có tiền. Cho gồng ăn nữa. 15, dứt luôn, cho mày luôn. Trời ơi, ủ đâu là 8 ngàn. Em cái nào giờ nè giờ thôi dứt đi, dứt 8 trận đi, thức ăn nhiều quá à. Nặng luôn, tại mày luôn, để coi hồi có nhiệm vụ là ăn thức ăn không, ăn luôn quên nữa, lai like con rồng con em vì nè, em vài nè, em vai nè, đậu xanh mà luôn rồi sao tí gì hoài hết gì đây bán hay là để lại rồi không bán mẹ đi không có gọt giết 8 trận nghe mấy đứa đây một em đi kiếp vô công hoàn shit mày à chết luôn chù 2 trận này gì trời lem hoài trời lem hoài hả lem ngoài à. Trận thứ ba mấy anh em mà có theo dõi video của mình thì hãy nhớ cho mình một like nha các anh em và đừng quên là subscribe kênh của mình luôn nha để vô nghe mình nói tào lao thiên địa hội. Cảm ơn các anh em đã theo dõi. Fucking shit nè mấy rồi mấy trận này 4 trận hay gì vậy ta rồi mới có mấy kiếp cho cộng đâu hết này hết rồi mình phải làm cái cách này nó mới hiện ra đây trời ơi da như đĩa còn chút xíu mà cũng dán nữa trời mẹ nó còn chút nữa là mất máu nữa mình thật là mất dạy chứ mà chua nhận thấy vậy chưa lem đâu chút nữa là liếm luôn quan hiệp mấy trận người ta hình như lâu nãy còn 5 là còn thêm 1 trận nữa trời ơi rồi lem rồi đó 150k vàng trên Arena Battle nói tiếng Anh đọc quá nhanh luôn quá hay luôn mấy anh em ơi trời ơi quên cái liễu xìu mà cần chi mấy fucking shit nè shit nha con gì vậy ừ không sao mình vẫn còn công tử được mà 40 giết rồi luôn
Ôi trời, lại mấy con yếu rồi được rồi. Mình hãy là tốn một tinh lực nha. Tinh lực chứ không phải là tinh binh nha mấy anh em. Nghe làm sao hồi thành tinh tinh tùng luôn kìa. Chết luôn. Mấy này như là gù mũi vậy. Mấy con gù mũi dán chuột là những động vật trung gian gây nhiều loại bệnh. Này là học trong trong cái môn gì năm học lớp 5 nữa. Mười bảy. Ok, lem đang đánh cái này giống như là đang lấy mạnh hiếp yếu vậy đó. Cái đẳng cấp mà nó chênh lệch là quá lớn. À, gặp mấy em yếu yếu chứ đừng gặp mấy em 80. Đi vào 80. Tiếp tục. Đủ 3 trận. Tiếp tục chiến đấu hả? Ờ, 8 trận mà. Im cũng im cũng im cũng im. Vô dứt dứt. Ok. Ok, ok. Không sao. Thôi mình đành chia tay trong bóng đêm em về nơi tối xa. Mày mang ở tim đôi mình gian lao khó nhọc tâm tình đồng chí. Tình vợ chồng em nguyện thấy chung. Quên mẹ rồi. Nghe mẹ ca hay quá mà. Oh yeah. Ok, 4 trận nữa. Nhập mấy con khắc tinh này lâu chậm trễ thời gian. The mission complete. Cũng là ngon nữa. Nên đánh nhanh thấy nhanh mà bây giờ nó trì trệ luôn. Nó không sao.
Ok. Một chặng nữa. Venom nó còn. Rồi Venom tao. Ok. Rồi hết. Collect 50. 50 đơn token. Ủa bữa hả mình cho cái gì? Tiếp tục cho mày ăn tiếp. Ok, 67 ba đi vợ nữa thôi, mày sẽ lên 70 và ta tiếp tục nâng cấp còn khác. Rồi nâng cấp này lâu lắm đó. Ta đất mới nãy đâu qua là đây giờ chiếc tàu ngầm đây. Ok, sao mà khách tin nhiều như vậy? Chết rồi trời ơi, chưa chết nữa chứ sao, chết rồi. Đậu phộng luôn rồi, dính cháu luôn. Yêu 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 Cửa một đã qua. Cửa hai. Trời ơi, sao gió của mình bị phong ấn hoài trời. Đấy được chứ. Không có gió phải sức mạnh của nó lại kìa. Không được. Đi cũng đỡ khổ. Hồi máu hả mày? Hồi máu hả mày? Bảo vệ mày lại. Chưa kịp yêu nữa. Tiếp 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 tiếp.
Ra sức tiêu diệt con này mới được. Bơ phát liền. Lên ok xong, giải quyết xong hết, bây giờ chỉ còn hai cửa nữa, không vô đánh luôn cho nó xong, đánh luôn hai cửa cho xong luôn. Không kịp đánh thì chết hết. Kim cương à, người kim cương không rồi rồi, xong hết rồi. Giờ mình sẽ làm nốt những đây như đây, chưa chưa nhận tiền cái đây. Ok, còn hai trận mới đánh cho xong luôn. Ừ.
6 cái. Mình sẽ vào đào lại những cái hố vàng. Sắc tinh hết gì cả. Một trận nữa. Ok. Xong. Vào đây. Vô arena quýnh thêm 4 trận nữa xong luôn. Củi bụi anh đi em, mấy em hãy củi bụi cho anh đi. Đánh văn nghệ với mấy em đó. Đánh văn nghệ kéo dài thời gian kéo vui. Rồi mình nhớ nè, mình nhớ bữa hổm nha. Bữa hổm ngày mấy nè. Bữa hổm như ngày qua mình kia rồi. Mới chơi điểu. Nè nè, 500 năm mới chơi điểu nè. Nhớ nè. Bữa nay đừng có điểu nữa. Quay em. Ủa là bữa nay nó đẩy cái mũ hổm chứ. 41 ngôi sao. Cái gì vậy? Bây giờ mình chọn cái nào? Cái này hay là cái này? Bảy trăm năm mươi. 900. Tại mình thêm đi, mình chọn thứ chơi lần này mình tới 41 rồi. Giúp mày luôn. Mày sẽ nổi ra cái gì đây. Ô, gì vậy? Fucking 663 mình đã bị một ủa hai cây quên rồi. Hai cây quên rồi. Ừ, đã rồi. Ừ, đã đi. Ừ, cho bốn mươi. Đã thấy chưa, tắt cái kia chưa, còn hai cái
Vậy. Mấy anh em hãy nhớ cho mình một like và hãy ủng hộ mình bằng cách subscribe kênh của mình nha mấy anh em. Hẹn gặp lại các anh em vào ngày mai. Ok. Ê quên nữa, bữa nay mình chọn đứa nào làm cái ảnh đại diện bây giờ đây. Ok, energy cũng được. Energy là gì? Là shit. Ok. Ok.